Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay nữa đây. Món chay hôm nay chính là thịt nướng. Mà món thịt nướng hôm nay dùng chung với phần sốt rất là đặc biệt nha. Đó chính là sốt tương xay. Thịt nướng thì có mùi thơm, dai dai và một chút xíu giòn giòn từ bắp non. Tương xay thì vừa béo, vị mặn ngọt, cay cay, thơm lừng mùi tương và xả. Thường thì quý cô bác ăn thịt nướng chay với nước mắm chay chua ngọt phải không? Nhưng mà chấm với sốt tương này thì ngon vô cùng và lạ miệng luôn đó. Giờ thì em xin mời quý cô bác vào bếp và cùng thực hiện với em món thịt nướng chay này nha. Phần nguyên liệu em chuẩn bị gồm có, ở đây em dùng 20g lát heo chay. Phần lát heo chay thì em đã ngâm nước cho nó mềm, rửa sạch và để cho nó ráo như thế này. Quý cô bác ngâm với nước lạnh để cho nó mềm mà nó không có bị nhũn nha. Và tiếp theo là 50g bắp non. Có thể thay thế bắp non bằng mang tây, củ sắn hoặc là nấm đều được. Tiếp theo là sả băm, ớt băm và hành băm. Một ít đậu phộng rang. 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và 2 muỗng canh tương hột. Nếu không có tương hột thì quý cô bác có thể thay thế bằng tương xay nha. Tiếp theo là 3 muỗng canh nước cốt dừa. Phần nước cốt dừa này thì em đã thắng cho nó kẹo rồi nha quý cô bác. Ở mấy video trước em cũng có chia sẻ rồi đó. Do dừa nó bị bể cho nên em thắng và để dùng dần. Không thể nào thiếu đó chính là sốt ướp đồ nướng. Và đây là loại sốt mà chai mặn đều dùng được. Em rất thích sử dụng phần sốt này tại vì nó có mùi thơm rất là đặc biệt. Tiếp theo là nước mắm chay và dầu ăn. Một ít xiên que tre để chúng ta ghim cái phần thịt nướng. Rồi bây giờ em xin mời quý cô bác cùng làm với em nha. Phần bắp non này em sẽ cắt ngắn cho vừa với cái miếng lát chay để chúng ta cuộn. Nếu không dùng bắp non thì quý cô bác có thể dùng măng tây nè, hoặc là củ sắn, hoặc là nấm đùi gà. Em sẽ phi thơm một ít hành để xào lát chay và bắp non. Cho phần lát chay vào và cho cả bắp non vào luôn. Đảo đều, sau đó thì nêm vào đây một chút xíu đường và một chút xíu hạt nêm chay. Do chút xíu chúng ta sẽ chấm với phần sốt tương cho nên quý cô bác nêm nhạt thôi, nêm một chút xíu là được rồi. Cho vào đây một muỗng cà phê sốt ướp đồ nướng chay. Giờ thì quý cô bác chỉ cần đảo trên lửa vừa khoảng 4 phút là được rồi. Cho vào đây thêm một chút xíu nước mắm chay để cho phần lát chay thêm đậm đà nha. Cho khoảng một muỗng cà phê thôi nha quý cô bác, nhiều quá thì nó mặn đấy. Khi thấy phần lát chay đã xoăn lại như thế này thì em tắt bếp nha. Để cho nó nguội một chút thì chúng ta mới đi cuộn. Để nóng như vậy thì cuộn nóng tay lắm. Lát chay đã nguội hoàn toàn rồi thì dùng một miếng lát chay, bên trong là một trái bắp non. Quý cô bác dùng tăm tre, chúng ta xỏ định hình lại như thế này. Xỏ đến khi nào đầy que tre thì chúng ta mang đi nướng. Rất nhanh và đơn giản, đã có một sâu thịt rồi nè. Nhìn hấp dẫn không quý cô bác? Đây là những sâu thịt chay mà em vừa xiên xong. Giờ thì để chúng ở đây, em sẽ đi làm phần sốt trước rồi mới mang chúng đi nướng. Cho 2 muỗng canh tương hột vào trong máy. Sau đó thì mang đi xay cho thật là nhuyễn mịn. Phi thơm một chút xíu xả, ớt và hành. Đến khi nào vàng thơm thì cho phần tương hột đã xay nhuyễn vào. Quý cô bác nêm vào đây một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay. Và 3 muỗng canh nước cốt đã thắng cho sệt.
Quý cô bác khuấy đều, tại vì phần tương này nó dễ cháy ở dưới đáy lắm. Sau khi đã sôi rồi thì quý cô bác nêm nếm gia vị lại một lần nữa. Nêm như thế nào cho phần tương nó có vị ngọt nhiều hơn vị mặn nha. Ngọt ngọt thì chấm phần thịt nướng nó mới ngon. Khi tương đã sệt lại như thế này thì cho xả băm vào. Cho thêm đậu phộng rang giã nát vào luôn. Quý cô bác thích cay thì cho vào đây thêm một muỗng ớt bột nữa. Tương hoàn thành, có mùi rất là thơm, ăn thì vị rất là béo, có hậu ngọt ngọt nữa. Giờ em sẽ đi nướng thịt chay nha. Quý cô bác có thể cho vào nồi chiên không dầu để nướng, hoặc là nướng bằng lò vi sóng, hoặc là nướng bằng vỉ trên bếp ga giống như em như vậy. Do các nguyên liệu em đã xào chín rồi, cho nên chỉ cần nướng một chút xíu nữa, cho nó khô và thơm là có thể dùng rồi. Đây là thịt nướng mà sau khi em đã nướng xong, cái màu rất là đẹp và mùi cực kỳ thơm luôn. Miếng thịt bên ngoài rất là khô nhưng mà bên trong vẫn mềm và dẻo nha. Món thịt nướng này quý cô bác ăn chung với cơm, với bánh mì hoặc là với bún đều được hết. Thịt nướng đã hoàn thành, bây giờ thêm một chén nước chấm nữa. Giờ em sẽ ăn và nói cho quý cô bác nghe hương vị nó như thế nào nha. Đầu tiên là thịt có màu rất là đẹp, thứ hai nữa là cái mùi của nó cực kỳ thơm. Phần xốp tương thì béo ngậy, cay nồng, biết tả sao giờ nữa. Thôi, em thưởng thức đây. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.